Long Biên là một quận của thành phố Hà Nội, nằm dọc phía bắc của sông Hồng, được thành lập ngày 6 tháng 11 năm 2003 với diện tích hơn 60 km2, số dân hơn 215.000 người. Quận Long Biên có một vị trí chiến lược rất quan trọng về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội của Hà Nội và đất nước. Nằm trong sự phát triển chung của thành phố về kinh tế và xã hội, dân số quận ngày càng gia tăng. Trong đó, những người có thu nhập thấp chiếm đa số, nhu cầu về nhà ở đối với họ là rất cấp bách. Tuy nhiên, để biến ước mơ đó thành hiện thực, trước đây là một việc rất khó khăn. Em lên đây, lên Hà Nội thuê trọ cũng được 4 năm rồi. Vâng, và cái phòng trọ em thuê thì cũng tầm hơn triệu. So với mức thu nhập của em như thế là rất là khó khăn. Vâng, và em sau này em được biết là chính phủ và ngân hàng có cái dịch vụ hỗ trợ xây dựng nhà ở cho những người có thu nhập thấp. Chúng em rất là cảm thấy vui mừng, phấn khởi. Em rất mong chính phủ và các ngân hàng có thể hỗ trợ cho những người có thu nhập thấp như em có điều kiện để mua được căn nhà theo mức lương thấp như bọn chúng em. Theo tôi thì những cái đề án như thế thì tôi nghe thì thấy rất tốt thôi. Nhưng mà tôi chỉ sợ nhất là chất lượng đã tiền nó rẻ thì chất lượng nó không thể là tốt. Đấy là một cái điều đáng lo. Cho nên mong mỏi rằng là cái khu chung cư ấy nó phải đảm bảo được cái chất lượng theo đúng như cái điều ta đặt ra. Yêu cầu của tôi thì chỉ mong rằng là có những cái khu chung cư nó thật đầy đủ những cái tiện nghi cho con ta cuộc sống. Nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân có thu nhập thấp tại khu vực quận Long Biên và các khu vực lân cận theo chính sách phát triển nhà cho người có thu nhập thấp của chính phủ và thành phố Hà Nội, tạo nên không gian và môi trường sống tốt, khai thác hiệu quả quỹ đất, khớp nối hài hòa với hạ tầng xung quanh và đem lại lợi ích cho xã hội. Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô đề xuất với Thành ủy Hà Nội cho phép triển khai dự án khu nhà ở Thượng Thanh và đấu nối hạ tầng kỹ thuật khu vực tại lô đất có ký hiệu A15N02, A15N03, A15N04 và đường nối ra đường 5 kéo dài thuộc phường Thượng Thanh, quận Long Biên. Công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô thành lập ngày 5 tháng 11 năm 2010. Tiền thân là công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Him Lam chi nhánh tại Hà Nội, hoạt động từ tháng 7 năm 2008. Vốn điều lệ của công ty tính đến tháng 12 năm 2013 là 270 tỷ đồng. Công ty có chức năng hoạt động đa ngành, nghề về xây dựng các công trình phát triển hạ tầng kỹ thuật, đầu tư xây dựng, kinh doanh các khu đô thị, khu nhà văn phòng, quản lý bất động sản. Cổ đông lớn của Him Lam Thủ Đô là công ty cổ phần Him Lam, một thương hiệu lớn và uy tín với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực bất động sản trên địa bàn cả nước, nên Him Lam Thủ Đô luôn có được sự hậu thuẫn to lớn về nguồn lực tài chính, nhân lực, trang thiết bị, phương tiện hiện đại và kinh nghiệm từ công ty Him Lam. Him Lam Thủ Đô được quản trị và điều hành bởi những doanh nhân giàu kinh nghiệm, được đào tạo chuyên sâu về và quản trị kinh doanh tại các nước tiên tiến. Đội ngũ cán bộ, chuyên gia có kiến thức sâu rộng về lĩnh vực bất động sản, luôn sẵn sàng tham gia triển khai thực hiện các dự án lớn. Các dự án tiêu biểu do Him Lam Thủ Đô hiện đang xúc tiến và làm chủ đầu tư như 1. Khu nhà ở tại 96B Nguyễn Huy Tưởng, quận Thanh Xuân. 2. Khu đô thị sinh thái Tân Triều, huyện Thanh Trì. Thấu hiểu từ những suy nghĩ của người dân, công ty cổ phần Him Lam định hướng phát triển khu nhà ở xã hội Thượng Thanh theo yếu tố chất lượng cao, đảm bảo bền vững theo thời gian, xóa bỏ cách nghĩ không lạc quan xưa nay của người dân về nhà ở xã hội. Dự án khu nhà ở Thượng Thanh có vị trí rất thuận lợi về giao thông, cách đường 5 kéo dài khoảng 200m, nằm dọc theo tuyến đường quy hoạch có mặt cắt 25m, phía bắc là hồ Đầm Nấm rộng khoảng 20 ha, có cảnh quan rất đẹp và thơ mộng. Hồ Đầm Nấm được quy hoạch là khu công viên cây xanh, đường dạo lớn, giúp cho người dân có nhiều không gian rộng để tập luyện và thư giãn. Tổng mặt bằng dự án được thiết kế với nguyên tắc các tổ hợp công trình cao tầng bố trí trên tuyến đường chính trong khu đô thị và hướng ra hồ Đầm Nấm để khai thác cảnh quan mặt nước, góp phần tạo bộ mặt kiến trúc đô thị hiện đại. Các công trình công cộng bố trí tại các vị trí thích hợp nhằm đảm bảo phục vụ cho cả khu vực dân cư mới cũng như khu vực dân cư hiện có. Dự án đề xuất dự kiến có quy mô như sau: tổng diện tích khu đất xây dựng 45.372 m², tổng diện tích xây dựng khối đế 11.167 m², diện tích cây xanh và sân đường nội bộ 19.070 m², diện tích giao thông 15.135 m², tổng diện tích sàn xây dựng 160.046 m², tầng cao trung bình 17-19 tầng, mật độ xây dựng 24,61%, hệ số sử dụng đất 3,53 lần.
Tổng mặt bằng của dự án bố trí hài hòa, đan xen giữa các khối nhà ở là các công trình xã hội phục vụ cho đời sống tinh thần của nhân dân như rạp chiếu phim, câu lạc bộ văn hóa, các công trình thể thao, cây xanh. Từ ngoài đường 5 đi vào, các công trình được bố trí trải dài theo mặt đường quy hoạch có mặt cắt 25m chạy dọc dự án. Các công trình phía trước bám mặt đường có chiều cao 18 tầng, các công trình phía sau có chiều cao 21 tầng, đảm bảo giữa các khối nhà phía sau cũng có thể tận hưởng được cảnh quan và không gian hồ đầm nấm. Giữa các khối nhà tổ chức xen kẽ sân chơi cho trẻ em, người già, cây xanh, đường dạo chung. Tại trung tâm của dự án bố trí câu lạc bộ cờ vua, cờ tướng, bia, nơi tập thể dục thể hình, thẩm mỹ, nơi sinh vật hoạt văn hóa chung cho người dân vào các buổi chiều và ngày cuối tuần. Nơi đây có thể đáp ứng cho khoảng 300 người cùng sinh hoạt và tập luyện. Ở tầng 1 của câu lạc bộ bố trí một phòng khám đa khoa để chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Ở cuối của dự án cũng bố trí một công trình thể thao gồm có bể bơi theo tiêu chuẩn, các phòng tập thẩm mỹ, spa cùng với sân cầu lông với mục đích rèn luyện sức khỏe cho người dân. Dự án khu nhà ở Thượng Thanh kết hợp quy hoạch chung của khu vực được nghiên cứu và tổ chức có đầy đủ trường mầm non, trường tiểu học, công cộng thành phố thành một tiểu khu với đầy đủ hạ tầng xã hội, công viên cây xanh mặt nước, đem lại một môi trường sống sinh thái giữa đô thị ồn ào náo nhiệt. Tại đây, cư dân của dự án còn được hưởng một tài sản vô cùng quý giá từ thiên nhiên mà rất ít khu đô thị có được, đó là cảnh quan và không gian sinh thái tuyệt vời của mặt nước hồ đầm nấm được quy hoạch làm công viên, đường dạo. Hạ tầng kỹ thuật của dự án sẽ được đầu tư, xây dựng và đầu nối đồng bộ với khu vực lân cận theo quy hoạch được duyệt. Để thuận tiện cho giao thông của dự án kết nối với khu vực, chủ đầu tư sẽ thực hiện đầu nối tuyến đường chính của dự án với tuyến đường 5 kéo dài. Điện sinh hoạt và chiếu sáng của dự án được cấp điện từ trạm điện của thành phố nằm ở phía đông lô đất. Nước sạch cấp cho dự án từ đường ống cấp nước D160 ở phía đông lô đất. Nước mưa được gom về các hố ga bố trí thoát vào hệ thống cống D1000 theo trục đường có mặt cắt 25m và xả ra hồ đầm nấm qua các cửa xả. Toàn bộ nước thải được thu gom bằng hệ thống đường ống riêng D300 và D400 chạy trên vỉa hè tuyến đường quy hoạch dọc theo dự án và đưa về trạm xử lý tại Ngọc Thụy để xử lý và thoát ra hệ thống thoát nước thải của khu vực. Trục giao thông đứng của công trình bao gồm hệ thống thang máy tốc độ cao và hai thang bộ, trong đó có một thang thoát hiểm kết hợp với hệ thống kỹ thuật được đặt ở vị trí trung tâm của tòa nhà. Cụm thang máy có một thang máy có kích thước cabin lớn để chứa đồ đạc, băng ca cấp cứu trong trường hợp cần thiết. Thang thoát hiểm được bố trí thuận tiện cho việc thoát người khi có sự cố xảy ra. Thang thoát hiểm được bảo vệ bằng tường bê tông, có hộp kỹ thuật hút khói, cửa và các vật liệu trong thang thoát hiểm được làm bằng các vật liệu chống cháy. Hệ thống giao thông ngang của công trình là không gian sảnh tầng, liên thông với các hành lang ngắn, có hệ thống hút khói và thông gió hành lang tạo thành cụm giao thông liên hoàn và chặt chẽ. Mặt bằng công trình được bố trí cụ thể như sau: khối đế bố trí các kiosk thương mại, ban quản lý tòa nhà và các phòng kỹ thuật phục vụ cho tòa nhà. Nơi để xe được bố trí trên tầng 2 của tòa nhà để tiết kiệm chi phí xây dựng và tận dụng không gian. Tại đây cũng sắp xếp một phòng sinh hoạt đa năng phục vụ cho dân cư của căn hộ. Ngoài ra, xen kẽ giữa những khối nhà ở sẽ bố trí nhà trẻ phục vụ cho nhu cầu của người dân. Sự khác biệt lớn nhất của dự án khu nhà ở Thượng Thanh nằm ở việc sắp xếp công năng cho từng căn hộ. Mặt bằng căn hộ được bố trí các phòng chức năng chính, phòng khách, bếp, ăn, gọn gàng, liên hoàn với nhau tạo nên không gian sống thoải mái, rộng rãi hơn với một diện tích vừa đủ. Đây cũng là không gian đa năng, nơi diễn ra các hoạt động sinh hoạt chung của tất cả các thành viên trong căn hộ. Không gian này tiếp xúc trực tiếp với khí trời và ánh sáng, tiết kiệm được đáng kể chi phí cho năng lượng của gia đình. Các phòng ngủ của căn hộ cũng được thiết kế để có chiếu sáng và thông gió tự nhiên, đảm bảo về sức khỏe và tinh thần cho dân cư sinh sống. Những căn hộ có diện tích nhỏ đều có một khu vệ sinh để được thiết kế với phòng tắm và khu vệ sinh riêng biệt, đảm bảo khi sử dụng có thể khai thác tối đa công năng đối với nhu cầu của các thành viên sinh sống trong cùng một căn hộ. Hiện nay chưa có thiết kế tương tự ở các căn hộ nhà ở xã hội tại Việt Nam. Những căn hộ có diện tích lớn hơn đều có hai khu vệ sinh với một khu vệ sinh gắn với phòng ngủ chính. Đây là tiêu chuẩn tương đối cao, chỉ thấy xuất hiện tại các khu chung cư thương mại, chưa từng có đối với các dự án nhà ở xã hội. Một sự khác biệt lớn tại dự án khu nhà ở Thượng Thanh đó chính là lô gia của căn hộ. Tại đây, ngoài những công năng thông thường như lấy ánh sáng, thông gió, phơi đồ, không gian của lô gia còn được thiết kế để có thể trồng cả cây xanh. Nơi đây được ví như một khu vườn nhỏ tiếp nối giữa thiên nhiên và môi trường sống trong căn hộ, tạo cảm giác giống như đang ở trên mặt đất, giúp cư dân thư giãn, hưởng thụ và hòa nhập với thiên nhiên khi trở về nhà từ những lo toan bộn bề của cuộc sống đời thường. Mô hình dịch vụ quản lý chung cư cung cấp cho người dân sống tại đây cũng đang được chủ đầu tư hình thành trong giai đoạn đầu tư xây dựng. Đây là mô hình bền vững theo thời gian, đảm bảo cho tài chính vững chắc của chủ đầu tư và các hoạt động của quản lý tòa nhà. Với mô hình này, công ty quản lý tòa nhà sẽ quản lý các dịch vụ gia tăng, đồng thời sẽ phát triển kinh doanh chuyển nhượng bất động sản.
với mong muốn biến ước mơ về nhà ở của những người có thu nhập thấp thành hiện thực và đem lại sự giàu có về môi trường sống và các tiện nghi xã hội cho khách hàng. Chúng tôi gọi đó là không gian sinh thái trong lòng thành phố. Với tất cả những lý do nêu trên, công ty cổ phần Him Lam Thủ Đô kính đề nghị Thường trực Thành ủy Hà Nội, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội xem xét giao công ty chúng tôi thực hiện dự án khu nhà ở Thượng Thanh. Chúng tôi tin rằng sản phẩm của chúng tôi sẽ là niềm tự hào của xã hội.